Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, bão số 3 đi qua để lại vô vàn thiệt hại cả về người và của, đặc biệt có không ít câu chuyện cảm động khiến dư luận không khỏi thương cảm. Mới đây nhất, phải kể đến câu chuyện của một người đàn ông không biết bơi đã cố gắng treo thuyền ra dòng lũ, cứu chú chó nhưng không may tử nạn do thuyền bị lật. Ngày 12 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã tìm thấy người đàn ông tử vong do đuối nước trước cổng chùa Quế Lâm, xã Long Lô, thành phố Việt Trì. Người đàn ông gần 50 tuổi, không mặc áo phao, dùng thuyền đóng bằng tôn cỡ nhỏ, cố gắng đưa một chú chó lên bờ. Tuy nhiên, chú chó lại nhảy xuống dòng nước và tìm cách bò lên thuyền, khiến chiếc thuyền mất cân bằng rồi chìm nghỉm người đàn ông chơi với giữa dòng nước vì không biết bơi. Trên bờ, một số người dân chứng kiến sự việc, họ hét kêu cứu nhưng không có người hỗ trợ. Khi có hai người đàn ông nhảy xuống dòng nước tìm cách cứu người thì không còn kịp nữa. Người gặp nạn đã chìm xuống dòng nước lũ. Clip ghi lại toàn bộ sự việc khiến người đàn ông tử nạn khi cố gắng cứu chú chó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây niềm cảm thương lớn. Công an cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người dân đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Trong điều kiện trời tối, mưa to, nước sông dâng cao và chảy xiết đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Lực lượng cảnh sát phối hợp với công an thành phố Việt Trì đã nỗ lực trong hơn một giờ đồng hồ để tìm được nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nhiều người dân địa phương bình luận trên mạng xã hội rằng người đàn ông xấu số vốn rất tốt tính, sống hiền lành cũng liên quan đến tình hình mưa lũ, tính đến 11 giờ ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 25 nạn nhân trong vụ xe ô tô và xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi ở Cao Bằng, còn khoảng 6 người mất tích. Chiều 12 tháng 9, đại diện tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy 25 nạn nhân trong vụ xe khách 29 chỗ, xe ô tô con và nhiều xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Số liệu được cập nhật tới khoảng 11 giờ cùng ngày. Hiện còn khoảng 6 người đã mất tích, cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm. Trước đó khoảng 5 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9, tại km 180 cộng 680 quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Cà Thành, huyện Nguyên Bằng, Cao Bằng, xảy ra vụ sạt lở ta lùi dương, làm xe ô tô khách biển số 11B00211 và hai ô tô con biển số 11A09722, 11A12131 cùng một số xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi. Vụ sạt lở làm khoảng 30 người tử vong và mất tích, trong đó có hai cán bộ công an tỉnh Cao Bằng. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, trước và tại điểm sạt lở gây thiệt hại lớn về người và phương tiện là hai điểm sạt lở khác chặn trước và sau. Thời tiết mưa lớn, sóng điện thoại không có nên việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng vô cùng khó khăn, vất vả phải dùng máy xúc và sức người để san gạt khối lượng lớn đất đá chặn đường. Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, tàn phán nặng nề tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Huyện Nguyên Bình là một trong những địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ liên tiếp xảy ra. Nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến nhiều người thương vong để lại nỗi đau không thể ngồi ngoài cho người dân. Những đêm không ngủ của hàng nghìn người dân huyện Nguyên Bình lo chạy bão lũ, sạt lở. Đối với nhiều người dân, đây là trận lũ kinh hoàng nhất mà họ từng trải qua trong đời khi nước lũ dâng lên theo từng phút, sạt lở xảy ra liên tục. Dọc tuyến Quốc lộ 34 và các tuyến đường thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng có nhiều điểm sạt lở gây mất an toàn và làm ảnh hưởng đến vấn đề tham gia giao thông của các phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông hạn chế lưu thông trên các tuyến đường trong thời tiết cực đoan, nên theo dõi diễn biến thời tiết và các khuyến cáo của lực lượng chức năng để chọn tuyến đường phù hợp thưa quý vị trong tình hình bão lũ đang hoành hành khắp các tỉnh miền bắc nước ta mới đây thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tỉnh yên bái và lực lượng quân đội công an phối hợp bằng mọi cách để tiếp tế lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt chủ động sáng tạo tìm cách tiếp cận trong đó có phương án sử dụng đường hàng không đường thủy đường bộ Trưa ngày 10 tháng 9, ngay sau khi kiểm tra tình hình thực tế, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, được kết nối trực tuyến với một số điểm cầu về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả báo số 3, đảm bảo tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại điểm cầu Yên Bái, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại điểm cầu trụ sở chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, phát biểu tại cuộc làm việc thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tinh thần là đặt tính mạng an toàn sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết trong lúc này để đưa ra giải pháp phù hợp hiệu quả không để ai bị đói bị rét bị thiếu chỗ ở các cháu học sinh sớm tới trường người bệnh phải được chữa bệnh tất cả các cơ quan lực lượng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải tích cực chủ động nắm tình hình phản ứng kịp thời khi tình hình xấu có thể xảy ra những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo các địa phương phát huy tinh thần tự lực tự cường trong khắc phục hậu quả mưa bão với sự hỗ trợ của trung ương với bắc giang thủ tướng cho rằng hiện nay đang nổi lên tình hình lũ trên các sông qua địa bàn do đó cần già lại hệ thống đê điều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra với yên bái thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội công an phối hợp bằng mọi cách để tiếp tế lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt chủ động sáng tạo tìm cách tiếp cận trong đó có phương án sử dụng đường hàng không đường thủy đường bộ thủ tướng giao phó thủ tướng lê thành long tiếp tục ở lại yên bái trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ quyết định các vấn đề liên quan tỉnh yên bái và các địa phương chủ động lên phương án di rời dân sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo lũ lụt, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí. Trước đó trong cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn đã có 28 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 22 người thiệt mạng do sạt lở đất, huyện Văn Chấn 1 người, huyện Lục Yên 11 người, thành phố Yên Bái 10 người. 6 người mất tích, huyện Lục Yên 2 người, thành phố Yên Bái 4 người. Thiệt hại về nhà ở 13.558 nhà, trong đó 40 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2.337 nhà phải di rời người và tài sản để bảo đảm an toàn, nhiều nhà bị tốc mái, 10.399 nhà bị ngập nước, trong đó 7.934 nhà ở thành phố Yên Bái. Theo lãnh đạo tỉnh Yên Bái, dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao, phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Thưa quý vị, hiện nay, hàng triệu đồng bào đang căng mình đối phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở mà tổn thất có thể ảnh hưởng lâu dài. Những người dân vùng lũ đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của người dân cả nước. Sồn dập và liên tiếp, những tin tức đau lòng về tổn thất do thiên tai cứ dội về từ nhiều địa phương khiến đồng bào cả nước nín thở, xót so xa theo dõi. Cơn bão đã tan nhưng thiệt hại của nó vẫn tiếp tục kéo dài khi mưa lũ tấn công toàn miền Bắc cùng với tình trạng ngập lụt, lũ quét, lũ cuốn, sạt lở đất khủng khiếp khiến 58 người thiệt mạng, 40 người mất tích, 746 người bị thương tính đến 22 giờ ngày 9 tháng 9. Tại Lào Cai, Vụ sạt lở xảy ra trưa ngày 8 tháng 9 tại xã Mường Hoa, thị xã Sapa, vùi lấp 4 ngôi nhà với tổng số 26 nhân khẩu. Sau một ngày tìm kiếm, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa xác định 6 người tử vong, 9 người bị thương. Sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ sạt lở kinh hoàng khác. Tại xã Sán Trải, huyện Simacai, 3 ngôi nhà bị vùi lấp. Các lực lượng chức năng cứu được cháu Sung A Nhờ, sinh năm 2021, bị gãy chân, còn bốn người thân của cháu, gồm bố mẹ, chị gái và em gái đều qua đời. Còn tại xã A Lù, huyện Ba Sát, bốn ngôi nhà bị đất đá bao phủ, bảy người mất tích. Trong khi lo lắng dõi theo công cuộc tìm kiếm cứu hộ ở Lào Cai, người dân cả nước lại thót tim khi biết tin cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng, nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ, bị sập trong lúc có 10 phương tiện đang di chuyển. Đến tối ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng đã cứu và đưa ba người bị thương đến cơ sở y tế 8 người đang mất tích. Cũng trong ngày 9 tháng 9, tại Cao Bằng, một xe khách 16 chỗ chở hơn 10 hành khách và một xe con bị đất đá sạt lở đầy xuống suối vào lúc sáng sớm 9 tháng 9 ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ở thôn Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, năm ngôi nhà bị trôn vùi lúc rạng sáng, sáng, hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Còn tại Yên Bái, bốn ngôi nhà bị làm sập, hai người trong cùng gia đình mất tích do sạt lở ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên. Cùng với đó là tin tức ngập lụt ở khắp nơi, Nước lũ bùa vây các thành phố Yên Bái và Lạng Sơn khiến hàng nghìn nhà dân chìm trong biển nước. Người dân Thái Nguyên thâu đêm chạy lụt, giao thông bị chia cắt khi nước sông cầu dâng lên vượt 36cm so với cơn lũ lịch sử năm 1959. Mưa bão tàn phá hàng loạt nhà dân ở Tuyên Quang. Thiên tai đang đưa hàng triệu người dân vào vùng ảnh hưởng của nó mà tổn thất có lẽ sẽ còn tiếp tục tăng. Sau những thảm họa thiên nhiên là bao nhiêu người thân mất đi thân nhân, bao nhiêu gia đình trắng tay, thậm chí vừa tổn thất về người vừa khánh kiệt khi mọi tài sản đều bị cuốn trôi, vùi lấp. Vài ngày qua, bao nhiêu hình ảnh bài đăng trên báo chí và mạng xã hội gây nhói tim với cảnh người dân bất lực nhìn nước lớn, gió mạnh, hủy hoại phương tiện mưu sinh hay tài sản tích góp cả đời. Những ngôi nhà bị phá hỏng, những ruộng vườn tan hoang, tàu thuyền và lồng bè nuôi hải sản, cái chìm vỡ, cái trôi giặt mất tích. Những tin tức đáng buồn này có lẽ còn tiếp tục đến trong những ngày tới người dân các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai vẫn đang từng phút cùng mình đối phó để giữ an toàn sức khỏe, tính mạng bản thân và gia đình cũng như bảo vệ tài sản. Các lực lượng chức năng cũng dốc sức suốt ngày đêm cho công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Những người còn lại có thể làm gì? Sự lo lắng, yêu thương của chúng ta dành cho đồng bào vùng lũ lụt, sạt lở cần được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Công cuộc cứu trợ, hỗ trợ trong và sau bão lũ cần rất nhiều sức người, sức của. Đây là lúc cần sự chung tay của người dân cả nước. Có lẽ lúc này, dù đang phải căng mình làm việc với áp lực cao thế nào, nhưng người được ở nơi tạnh giáo, được mặc quần áo khô và ăn bát cơm nóng hổi, vẫn thấy canh cánh trong lòng về tình cảnh những người đồng bào đang phải dầm mình trong nước lũ, đang mắc kẹt chờ cứu hộ hay tính mạng đang lâm nguy. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ nói họ chỉ muốn lao ngay đến nơi cần giúp đỡ, có một tay mình giúp đỡ chính quyền, người dân nơi có lũ lụt sạt lở. Nhưng hành động tình nguyện cần có sự điều phối của cơ quan chức năng để đảm bảo hiệu quả và an toàn còn sự hỗ trợ về tài chính là điều mỗi người có thể thực hiện ngay. Đó là cách hàng triệu người Việt Nam vẫn làm lâu nay để chia sẻ khó khăn với người dân các vùng thiên tai, giúp bà con của mình vượt qua hoạn nạn, sớm trở lại với nhịp sống đời thường. Bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lá lành đùm lá rách. Trong hoàn cảnh như hiện nay, những câu ca dao tục ngữ quen thuộc này có ý nghĩa thiêng liêng, thấm thía hơn bao giờ hết thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại